Trường Đại học An Giang vừa phối hợp Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm chuyên môn trong lĩnh vực nông nghiệp và công nghệ thông tin nhân kỷ niệm 52 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Ấn Độ. Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh, Mahesh Tangiri, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, hiệu trưởng Trường Đại học An Giang Võ Văn Thắng và gần 300 giảng viên sinh viên tham dự tọa đàm. Buổi tọa đàm được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến với sự tham gia của tiến sĩ Asaya Bani Rahi, nhà khoa học chính, Ikar, Viện nuôi trồng thủy sản nước lợ Trung ương, báo cáo nội dung công nghệ đổi mới trong nuôi trồng thủy sản ven biển để tham canh bền vững. Phó giáo sư tiến sĩ Đoàn Thanh Nghị, trưởng khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học An Giang, báo cáo nội dung trí tuệ nhân tạo trong nông nghiệp. Tiến sĩ Amba Santa, nhà khoa học chính, trưởng phòng dinh dưỡng duy truyền và công nghệ sinh học Ika Sipa, Chennai báo cáo nội dung kinh nghiệm sử dụng thức ăn thủy sản tự chế tại trang trại, giải pháp tiết kiệm chi phí cho nông dân quy mô nhỏ và vừa. Tiến sĩ Nguyễn Hữu Thanh, giảng viên Trường Đại học An Giang báo cáo nội dung kỹ thuật sinh học và hóa sinh xanh cho nền nông nghiệp bền vững.